Máy rửa bát SMS8ICI01E là dòng sản phẩm cao cấp và hiện đại bậc nhất của hãng Bosch. Dòng sản phẩm với thiết kế kiểu dáng sang trọng, hiện đại, màu inox trẻ trung, thời thượng, thuận tiện phù hợp lắp đặt ở bất cứ vị trí nào cho không gian bếp của bạn. Sản phẩm thuộc dòng phân khúc Series 8 được rất nhiều các khách hàng ưa chuộng và săn đón, đã và đang ngày một khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt và khó có đối thủ để cạnh tranh. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với hệ thống giám sát nghiêm ngặt từ châu Âu bắt đầu cho đến khi kết thúc. Dung tích rửa của máy rửa bát Bosch Series 8 lớn với sức chứa tối đa 14 bộ bát đĩa châu Âu và rửa được xoong nồi, đáp ứng được tối đa nhu cầu của sử dụng. Kích thước sản phẩm khi lắp độc lập, chiều dài 845mm, chiều rộng và chiều sâu là 600mm. Máy được sản xuất từ chất liệu thép cao cấp không gỉ, không bám vân tay, xử lý chống rò rỉ điện, giúp cho người dùng yên tâm sử dụng. Bảng điều khiển cảm ứng, màn hình TFT hiển thị thông tin mặt trước, kết hợp bảng điều khiển ở cạnh trên của cửa máy rửa bát. Số lượng chương trình rửa của máy rửa bát Bosch Series 8 SMS8ICI01E gồm có 8 chương trình rửa chính và 5 chức năng đặc biệt. Đầu tiên, để khởi động, ta giữ nút Start. Đối với các chức năng rửa chính, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn đối với từng chương trình. Đầu tiên là chức năng rửa tiết kiệm Eco 50 độ C. Chương trình rửa tiết kiệm 50 độ C là chương trình rửa tiết kiệm điện nước nhất. Nó thích hợp để làm sạch các vết bẩn thông thường hoặc hơi khô trên dụng cụ bát đĩa hỗn hợp, dao kéo. Chương trình rửa tiết kiệm 50 độ C có thể kết hợp với tất cả các chức năng bổ sung khác trên máy rửa bát Bosch. Ở trên màn hình LED chúng ta có thể nhìn thấy thời gian hiện tại cài đặt là 0 giờ 18 và thời gian kết thúc là 4 giờ 18. Vậy với chương trình rửa tiết kiệm Eco 50 độ C sẽ rửa trong khoảng thời gian là 4 giờ. Tiếp theo là đối với chương trình rửa auto 45 độ cho đến 65 độ. Chương trình rửa từ 45 cho đến 65 độ là chương trình tự động cho kết quả tốt nhất. Lượng nước, nhiệt độ của nước và thời gian xả của máy được xác định chính xác nhờ vào cảm biến độ bẩn của bát đĩa. Chương trình này giúp máy hiệu quả cao và cũng tiết kiệm thời gian và năng lượng. Đối với chương trình rửa auto 45 đến 65 độ, thời gian rửa là 2 giờ 35 phút. Tiếp theo là đến chương trình rửa chuyên sâu 70 độ C. Chương trình này được thiết lập để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, bám dính, bị cháy, khô cứng, thức ăn thừa, chứa tinh bột hoặc protein khó rửa trên các vận dụng như nồi, chảo, dao, kéo, ly, chén đĩa, không nhạy cảm với nhiệt. Chương trình rửa 70 độ thì cho thời gian rửa trong khoảng 2 giờ 45 phút. Tiếp theo là chương trình rửa 60 độ C. Chương trình rửa này thường được áp dụng để làm sạch các dụng cụ bát đĩa hỗn hợp, dao kéo, nồi chảo có chất bẩn hoặc khô, chất bẩn từ thực phẩm chứa tinh bột lên men. Chương trình rửa 60 độ C cho ra thời gian rửa là 1 giờ 45 phút. Tiếp theo là đến chương trình rửa nhanh trong khoảng 45 độ C. Chương trình rửa nhanh 45 độ C giúp cho người dùng tối ưu hóa thời gian rửa. Chương trình này có thể áp dụng cho các vận dụng như là ly, chén, đĩa mỏng, nhạy cảm với nhiệt độ. Các loại chất bẩn mà 45 độ C có thể rửa sạch thì bao gồm các chất bẩn thông thường hoặc là hơi khô, vết bẩn từ cà phê, đồ uống lạnh như là bánh, sữa, salad, xúc xích, vân vân. Thời gian rửa của phần chức năng này đó là khoảng 1 giờ 10 phút. Tiếp theo đó là chương trình rửa ly 40 độ C. Chương trình này được thiết lập để làm sạch các vết bẩn nhẹ, vết cà phê, sữa, đồ uống trên các dụng cụ mỏng, đồ thủy tinh, đồ nhựa chịu cái nhiệt thấp cũng như là dao kéo. Chương trình này thì được rửa trong khoảng 2 giờ 10 phút. Chương trình rửa tiếp theo có biểu tượng là đôi môi với bàn tay. Đây là chương trình rửa ban đêm Silent với độ ồn chỉ là 40 dB. Chương trình rửa này cho phép bạn rửa bát đĩa với độ ồn nhỏ nhất, tránh gây phiền và tiếng động trong căn nhà. Nó sẽ giảm tiếng động tối thiểu 1,5 lần so với chương trình rửa Eco 50 độ C thông thường. Điều này thích hợp với sử dụng ban đêm và trong những căn bếp không gian mở. Với chương trình im lặng thì được rửa trong 4 giờ 5 phút. Tiếp theo là chương trình rửa trắng. Chương trình này thì chỉ xả sơ qua bề mặt bát đĩa, dụng cụ nhằm loại bỏ các vụn vặt là thức ăn lớn, tránh tình trạng chúng bị khô kết lại gây khó khăn cho quá trình rửa sau này. Chương trình thì thích hợp để sử dụng trong trường hợp bạn muốn tích đủ bát đĩa cho một lần rửa trong ngày. Chương trình rửa tráng được áp dụng cho các dụng cụ mỏng, đồ thủy tinh, đồ nhựa không chịu nhiệt cao, dao kéo. Thời gian hoạt động của chương trình này là khoảng 15 phút. Tiếp theo là đối với chương trình setup 3 giây. Chúng ta nhấn giữ trong khoảng 3 giây. Sau đó thì màn hình sẽ hiển thị các thông tin ở đây. Ví dụ ở đây đang là 10 giờ 03 thì mình có thể cài đặt là lúc 10 giờ mình ăn cơm và lúc 9 giờ và muốn rửa trong khoảng 10 giờ
thì mình sẽ cài đặt setup như thế này. Đối với các thông tin khác, ví dụ thời gian hiển thị đây là 12 giờ nhưng mình muốn thông tin sẽ thời gian sẽ là 24 giờ thì cũng có thể setup. Về ngôn ngữ thì hiện tại đang được lập trình máy là ngôn ngữ Anh, nhưng mà mình có thể thay đổi một số ngôn ngữ như là Anh Mỹ hoặc là các ngôn ngữ khác. Tuy nhiên thì ở đây không có ngôn ngữ tiếng Việt, thế nên là thường thì ta sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Sau khi mình setup xong thì mình sẽ nhấn giữ trong khoảng 3 giây để kết thúc cái phần setup 3 giây này. Sau đó thì chúng ta nhìn thấy màn hình hiển thị hiện tại đang là rửa ECO 50 độ C, thì màn hình sẽ hiển thị thời gian rửa sẽ là lúc bắt đầu là 22 giờ và sẽ kết thúc vào lúc 1 giờ 58. Tiếp theo là đối với các chương trình khác, chương trình rửa bổ sung ở đây đó chính là chương trình khởi động xa Remote Start. Đối với Home Connect này thì chức năng này khi mà bạn đang ở đâu, bạn cũng sẽ nhận được thông báo liên quan đến hoạt động của máy và có thể kiểm soát chúng dễ dàng. Ví dụ thì có thể khởi động nó ngay cả khi bạn đang ở trên xe, đi công tác, ở văn phòng, nhà hàng hoặc là khu vui chơi và sẽ không bao giờ quên. Chức năng tiếp theo đó là chức năng sấy thêm. Với nút sấy thêm thì máy rửa bát sẽ tăng nhiệt độ ở chu trình xả cuối, đồng thời sẽ tăng dài thời gian để có thể đem lại hiệu quả sấy tốt hơn. Chương trình tiếp theo đó là chương trình vùng rửa mạnh. Máy rửa bát này thì với tính năng rửa mạnh trong trường hợp đồ bát đĩa có độ bẩn rất nhiều, rất là thích hợp cho việc rửa nồi. Chương trình rửa tiếp theo là chương trình rửa Hygen diệt khuẩn. Chương trình này sẽ tăng nhiệt độ ở chu trình xả cuối cùng lên đến 70 độ C và kéo dài trong khoảng 10 phút. Chương trình diệt khuẩn sẽ phù hợp với người sử dụng nhạy cảm. Tiếp theo đó là chương trình tăng tốc độ rửa. Với tính năng đặc biệt thì trên máy rửa bát sẽ rửa phu tải trong thời gian ngắn hơn, thời gian xả giảm tới 66% mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp theo là đối với tính năng Machine Care, đó là rửa diệt khuẩn cho máy, tự động vệ sinh. Ví dụ ngày hôm nay, ví dụ để có thể rửa bát thì mình sẽ sử dụng một chương trình rửa, đó là chương trình rửa ECO cộng với các chương trình rửa bổ sung. Ví dụ ở đây là muốn sử dụng một chương trình sấy, chương trình diệt khuẩn cộng với chương trình tăng tốc độ rửa, thì thời gian hiển thị để có thể rửa là từ 22:03 cho đến 0:03, có nghĩa là mình sẽ rửa trong khoảng 2 giờ. Sau đó khi mà tất cả các hoạt động mà bạn muốn thực hiện xong, bạn sẽ nhấn nút Start để có thể khởi động máy. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn bên trong máy rửa bát. Bên trong máy rửa bát thì gồm có 3 dàn trên, giữa và dưới, có sức chứa khoảng rửa được 14 bộ bát đĩa châu Âu. Đầu tiên ở máy rửa bát, về dàn đầu tiên là dàn trên cùng. Dàn này thì có thể đựng dao, thìa và dĩa. Nói đến việc rửa máy rửa bát thì tính linh hoạt và khả năng bảo vệ tối ưu của bát đĩa của bạn là quan trọng nhất. Giỏ Mark Black Pro là giải pháp có thể lưu trữ tất cả các loại bát đĩa một cách an toàn và thoải mái. Các hàng gai có thể giúp bạn dễ dàng đặt các vật phẩm lớn hơn vào giỏ dưới một cách ổn định. Giỏ phía trên có các giá đỡ kính được thiết kế mới và thiết kế gió đặc biệt, cho phép tất cả kính được định vị chắc chắn hơn. Kệ kính được làm bằng silicone cao cấp, bảo vệ kính nhạy cảm. Hệ thống kéo ra được cải tiến cho phép giỏ chạy gần như trơn tru ngay cả khi được chất đầy. Một ngăn dao kéo hoặc một giỏ thứ ba có sẵn cho nhiều sự chọn tốt hơn, tận hưởng công việc rửa bát với sự linh hoạt và bảo vệ tối đa cho bát đũa của bạn. Ở đây thì có hai cái thanh là nâng lên hạ xuống. Ở đây chúng ta sẽ nhấn đồng thời hai thanh cùng lúc. Sau đó ở đây thì chúng ta thấy là đã hạ xuống khoảng 2 cm để tối ưu hóa cho không gian. Tại dàn rửa thứ hai là dàn rửa chung, dàn rửa có thể đựng được bát đũa. Dàn rửa giữa là đặc điểm rõ nhất của máy rửa bát so với những model Series 8 hiện hành, được thừa kế và cải tiến từ hệ thống giỏ Vario Black Pro lên thành hệ thống giỏ mới có tên là Max Black Pro. Dàn rửa làm từ chất liệu inox cho cảm giác sáng bóng, sạch sẽ, bền đẹp và dễ dàng vệ sinh. Hệ thống dàn rửa linh hoạt cho phép người dùng có thể điều chỉnh kích thước kéo ra hay kéo vào nên rất dễ dàng trong việc sắp xếp đồ cũng như lấy đồ ra. Dàn rửa giữa được sử dụng để đặt các bát đĩa, cốc, chén, ly. Lưu ý khi sử dụng là các vận dụng khác nhau nên đặt ở vị trí riêng của một góc. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ là nơi chúng ta đặt những cái cốc ly.
vận dụng khác nhau nên đặt vị trí khác và úp vận dụng để chúng không bị đọng lại nước sau khi rửa xong, và nên xếp đồ ở khu vực ở giữa giỏ, đặt cẩn thận để không bị lọt xuống trong quá trình rửa. Hệ thống ray có thể nâng lên hạ xuống trong khoảng 5 cm. Tối ưu hóa không gian này, bạn chỉ cần nhấn đồng thời hai cái phần ngoài cùng cùng một lúc. Thì hệ thống dàn rửa 2 sẽ hạ xuống khoảng 5 cm, hoặc chúng ta nâng lên bằng cách nhấn liên tục giữ đồng thời hai nút và kéo lên trên. Tính năng này giúp tối ưu hóa không gian ở phần dàn dưới và sàn trên cùng. Ở bên dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy gồm có hai tay quay với hệ thống Extra Clean Zone rửa kỹ hơn với các dụng cụ khay giỏ ở trên. Chức năng này gồm có 3 vòi phun xoay tròn tạo ra dòng nước rất mạnh, được thiết kế cho các dụng cụ rửa bám bẩn hoặc ngâm lâu. Lượng nước rửa với bát đĩa nhiều hơn các khoảng 3 lần, vì vậy chúng sạch hơn nhiều mà không cần tăng chất tẩy rửa hoặc nhiệt độ. Tuyệt đối an toàn với các loại cốc thủy tinh, loại chất liệu dễ vỡ. Và cuối cùng là dàn rửa đáy. Dàn rửa đáy tôi được sử dụng để chứa và làm sạch các đồ dùng lớn như là son, nồi chảo, khay nước hoặc là thớt. Chúng ta khi đặt dụng cụ thì cũng cần lưu ý là đặt vận dụng sao cho nơi bẩn nhất được nằm đối diện cánh tay phun của máy. Tiếp theo là đẩy các vận dụng vào bên trong sát với tường hoặc khoang máy để chúng không chặn mất sự hoạt động của chất tẩy rửa và tia nước. Không đặt các vận dụng nằm chồng chất lên nhau. Và đối với dàn rửa cuối cùng này thì chúng ta có thể sử dụng để nâng ra ngoài, rất là tiện lợi. Còn ở bên trong khoang của máy rửa bát thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là cục sấy gel lít. Đây là công nghệ độc quyền của máy rửa bát Bosch thuộc phân khúc cao cấp. Hai sấy turbo dùng giúp sấy khô khử khuẩn an toàn cho gia đình, đảm bảo sức khỏe cho người già và trẻ em. Ở đây thì cũng có khu vực để muối để loại bỏ các cặn kim loại trong nước và gây hỏng hóc máy. Ở phần dưới này chính là ngăn đựng rác. Ngăn đựng rác thì chúng ta sẽ tránh để rác lọt ra bên ngoài gây ảnh hưởng tuổi thọ. Khi mà vặn thì chúng ta cũng lưu ý là vặn thật chặt để hai cái đầu hình tam giác này chạm vào nhau. Với tay quay 360 độ thì với lực phun rất mạnh mang tính tổng hợp tác động lên các vết bẩn ở bên son nồi chảo sẽ đảm bảo được các vận dụng rửa một cách sạch sẽ nhất. Còn ở bên ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là khu vực để viên rửa này. Thì tùy thuộc vào cái khối lượng bát đũa có trong máy rửa bát thì chúng ta sẽ lựa chọn theo các mức độ khác nhau. Còn đây là nơi để dầu bóng này, giúp cho bát đũa sau khi rửa xong sẽ rất là sạch bóng và an toàn nhất. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm máy rửa bát MS8ICI01E, hãy tới ngay từ địa chỉ của chúng tôi tại 992 Đường Láng hoặc liên hệ qua số hotline 0976-665-669 hoặc 0912-331-335. Trong tháng này, chúng tôi cũng đang có chương trình hậu mãi, đó là chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng 100%, hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng không chính hãng, đổi trả trong vòng 30 ngày, bảo trì trọn đời, lắp đặt miễn phí trong nội thành Hà Nội, giao hàng toàn quốc và thanh toán khi nhận hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Bên An Toàn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.